Chơi coi, coi hả? Ờ, mọi người ơi, mọi người vô like. Đông mọi rồi, người đông rồi, đông rồi. Đông chưa, đông chưa? Đông rồi. Mọi người ơi, xin chào mọi người. Thì mọi người thấy Lưu Du Lâm ở đây, chắc chắn là mọi người muốn là ngày hôm nay Lưu Du Lâm sẽ giới thiệu mỹ phẩm, giới thiệu kem này nọ đúng không? Nhưng mà không mọi người à, mọi người đã sai lầm rồi. Ngày hôm nay không phải giới thiệu về kem, mà Lê Dương Bảo Lâm muốn giới thiệu về mẹ của Lê Dương Bảo Lâm. Mọi người ơi, mọi người ơi, ngày hôm nay mẹ của Lê Dương Bảo Lâm sẽ xuất hiện. Mẹ của Lê Dương Bảo Lâm tên là Dương Thị Bích Phượng, quê thì khá xa xăm, ở tận Đồng Nai mới đón xe mới vào. Một hôm nó tung tăng bắt cào cào. Cái mẹ ngồi hôm nay có chương trình là mẹ tuyệt vời nhất, rất là vui. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, mẹ đã quyết định có mặt ở ngày hôm nay. Bây giờ thầm mong tất cả mọi người dưới ủng hộ mẹ Lâm hết mình. Một tráo tay cho mẹ Lâm xuất hiện đúng không? Mọi người ơi, mẹ ơi, đây. Thôi bây giờ mời mẹ xuống. Dạ, mẹ mời xuống, mẹ xuống. Mẹ tên Phượng hả con? Dạ, mẹ tên là Dương Thị Bích Phượng. Ủa, là con là hai họ luôn hả? Dạ, dạ hai Lê họ. Lê Dương là lấy họ mẹ họ ba luôn. Ba họ mẹ. Đó, cô gặp coi cô cười hoài cô Vân. Có nghe nè Phượng, dạ. Hồi đó nó có đẹp trai giống vậy không? Em cứ không biết nữa chị Vân, nhưng mà hồi em sanh nó ra là ai cũng chê hết á. Chê sao? Nói em trai đẻ đứa con ra gì giống cái mẹ cái miệng xấu quắc à. Có ai nói sao nó giống ai miệng giống xấu mẹ quá. Cái miệng không mà xấu quá à. Hồi nhẹ bà... đợi hồi đó sanh nó ra cái miệng nó rộng dữ lắm chứ giờ nó hẹp là bên nội chê dữ lắm. Ở nói đẻ con ra cái miệng rộng bịch à, giống mẹ. Trời ơi, vậy đó hả? Kỳ thị miệng rộng hay sao cô? Trời ơi, miệng rộng là sang mà, dạ. Con trai miệng cái rộng thì sang. Cái bây giờ lớn lên rồi đó cô, cái thấy lên TV đầu cái bên nội nó, trời ơi, nay nó giống y như Hiệp à. Là cha nó. Là giống cha, dạ, hả? Mà đẹp là giống cha, dạ. Mà xấu là giống mẹ. Thấy dạ. Thiệt. Thiệt tình, nó bất công ghê thiệt luôn vậy đó. Ở đó sống mũi của con có cao vậy không? Cô kỳ thiệt luôn á. Tự nhiên mới vô mình chào hỏi rồi sương sương, tự nhiên vô cái mặt trước là kỳ vậy. Ồ vậy hả? Không phải, tại cô thấy con đẹp quá. Đẹp quá đúng không cô? Đúng. Rồi mẹ kể vấn đề cái mũi rồi đi mẹ. Hồi đó đó, cô biết không, lúc mà Bảo Lâm đi học trên trường sân khấu điện ảnh đó, mà dám có gan trên đây đi sửa mũi chị Vân. Đi sửa mũi à? Vậy là mũi này là mũi sữa. Vậy là mũi này là mũi sữa. Đúng rồi, đúng rồi chị Vân. Không phải là mũi nhắn lời nữa. Cô không biết luôn. Cô không biết. Cả cộng đồng mạng ai cũng biết hết. Nhưng cô không biết. Thiệt. Cô tưởng là mũi cao tự nhiên cho tới bây giờ. Dạ cho không dù... con sửa hết rồi, lát mẹ kể từ từ thấy ghê lắm cô ơi. Trời ơi vậy đó hả? Dạ. Trời ơi hồi hộp quá. Trước khi mà mình vô một câu chuyện mà gọi là hồi hộp và say đắm như vậy đó, thì bây giờ hai mẹ con chào khán giả đi. Dạ, lời nói tiên em Lê Dương Bảo Lâm xin chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Mẹ Tuyệt Vời Nhất, và đây chính là mẹ của em. Phượng xin tự bị nói chuyện xưng tên rất quen rồi đó chị Vân. Phượng cứ cứ xưng tên đi. Phượng tên là Dương Thị Bích Phượng. À, năm nay 52 tuổi. Nghề nghiệp? Nghề nghiệp hồi xưa làm công nhân, làm ruộng, làm đủ thứ, nhưng bây giờ con nó không cho làm nữa ở nhà rồi. Dạ. Ở nhà Hưng Phước đúng không? Ở nhà chị Vân. À, mọi người rất là vui, thực sự khi, ngay cả bản thân chị cũng vậy, khi mà biết có mẹ của Bảo Lâm đến tham dự chương trình này chị cũng phấn khích nữa. Tại vì chị rất tò mò, chị muốn biết là tại sao em lại có thể sanh ra một cái thằng bé mà nó hề hước, mà nó duyên dáng, mà nó lại giỏi giang như vậy luôn á. Thực sự luôn á, em có bất ngờ được con em không? Dạ đúng rồi đó chị Vân, bởi vì cha mẹ là nghề nông chánh tông luôn. Không có cha hạ nhà nồi, nhưng mà nó là năng khiếu bẩm sinh từ nhỏ đó chị Vân. Lúc nó đi học là lúc nào nó cũng rậm đắm trên trường. Mỗi đi họp phụ huynh học sinh á là lúc nào cũng bị mắng vốn, là nói chuyện nhiều. Dạ, nhiều chuyện. Cái gì cũng có bây giờ, cái gì cũng có mặt hết đó con. Dạ. Lâm là bắt đầu mà em thấy là Lâm có năng khiếu từ lúc nào, từ lúc mấy tuổi? Lớn khoảng 3 tuổi là đã có năng khiếu rồi. Nó làm giống gì mà em biết hở cái làm hồi nhìn đó là ở nhà là không có truyền hình mà màu, có cái truyền hình trắng đen thôi. Khi mà mở ra hay là bắt chước. Là 3 tuổi là đã bắt chước người ta trong truyền hình rồi. Nhớ thấy cứ lên truyền hình lấy lên thấy dòm cái lấy cái khăn đồ hay hay chàng chàng hay là đi eo ẻo đồ, đi eo ẻo đồ, đi eo ẻo đồ, cứ sợ eo ẻo hả? Hồi nhỏ cũng sợ đó chị. Dạ sợ. Sợ là ảnh ảnh đúng ảnh rồi gì? Ảnh đúng ảnh rồi. Gì? Dạ đúng rồi, sợ lắm. Nhưng mà nói chung là Bảo Lâm ở nhà cha cưng lắm. Là Phượng có mấy người con? Hai người chị Vân. Lâm với lại là dạ có thằng em là Lê Dương Anh Quốc, nay 19 tuổi. 19 tuổi. Dạ, nhỏ hơn là... Bảo Lâm đúng một con giáp.
Trời ơi, dạ. Cái gì mà nhín tới 12 năm xong rồi mới sanh tiếp hả dạ. Chàng? Cho nên Bảo Lâm nói chuyện với em á là xưng bằng con, không nói chuyện với em trai á. Anh hai với con. Anh hai mà con hiện bây giờ cũng vậy. Vậy á hả? Em bây giờ hai anh em ngang với nhau đó chị Vân. Là bây giờ là bé kia vẫn đi học đúng không? À. Đang học đại học rồi cô, đang ở đang nhà học, con. Đang học đại học năm thứ nhất. À là mẹ là vẫn ở dưới quê. Mẹ vẫn dưới quê còn em thì ở trên là đây ở con. Chung với con. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Hồi đó là Phượng nuôi Lâm á là khó nuôi không? Nó khỏe mạnh từ lúc nhỏ không? Khỏe chị Vân, khỏe mạnh. Mà lúc đó là cái lúc đó là kinh tế gia đình mình là như thế nào? Nói chung ra là khổ lắm chị Vân. Tại ở quê đúng rồi, đất đai thì nhiều nhưng mà thời đó đất đâu có giá chị Vân. Đó nhưng mà mẹ thì vừa làm ruộng mà vừa làm công nhân. Còn cha thì làm nghề nông, nhà bò đồ thì nhiều, bò trâu thì nhiều nhưng mà thật sự không có tiền. Khi nào mà bán bò bán đồ thì mới có tiền thôi chứ bình thường thì không có. Nói thời đó khổ lắm. Dạ cứ nhưng mà Bảo Lâm là được cha cưng lắm. Hồi đó giờ nhà nghề nông chứ Bảo Lâm không có biết mà cầm tới cái cuốc hay hoặc mà đi cắt lúa hay vậy là không có đâu. Dạ ăn với học không á chị Vân. Ăn với học. Rồi tới cái lúc nào á thì là Phượng phát hiện ra là anh có ý định là anh sửa mũi. Đúng rồi, bây giờ chị Nhân nhắc tới thì em mới nhớ là thấy ở nhà cha nghề nông mà con thì bự, con dần dần bự ngang hàng với cha. Lúc học lớp gần lớp 9, lớp 10 bắt đầu năm lớp 9 là biết là chắc ảnh cũng giả dự định là bắt đầu đi tập quậy hình gym. Đó, tập gym. Đúng rồi, thời đó gym. Ở dưới là không có ai hiếm lắm. Mà con tập ở dưới quê luôn. Rồi, tập dưới quê. 5 giờ sáng thì chạy bộ. Thấy thương lắm. Đắp mặt nạ đồ, đắp dưỡng da khủng khiếp. Thôi đắp bằng cái gì? Đắp bằng dưa chuột. Dưa gan. Con đắp... coi truyền hình ta chỉ hay ai chỉ cho con cái vụ đắp dưa chuột? Không, lúc đó lớn được ý thức rồi cô. Nó có coi cái gì mát mát là đắp lên mặt được. Sữa chua, sữa ơ đồ. Tút lên quyết tâm là sẽ làm diễn viên. Từ đâu mà con có ý nghĩ là con sẽ phải làm diễn viên? Tại vì con thích lắm, thích hát hò lắm. Ở trong lớp đồ này nọ là mỗi lần có văn nghệ là con đều xưng phong hết. Mà mỗi lần con lên con diễn là người ta cười. Và con quyết định là không, tại con học văn quá ngu lắm. Con không có biết thiệt sự luôn, toán lý quá, con không có biết gì hết trơn. Mà tự nhiên năng khiếu đồ hát đồ ghê lắm. Và nó ý thức được rồi, phải cố gắng làm diễn viên. Từ đó quyết tâm làm diễn viên. Mà lúc đó là chưa có nói với mẹ đâu, mẹ không biết. Ban ngày thì đi học. Chiều thì đi làm thêm cho dì. Ở nhà dì ruột có dì thứ sáu. Có quán cà phê lớn lắm. Là đi bán đi cà phê phụ. Đi mướt cà phê cho dì Sáu đó. Rồi cái để dành tiền lần lần. Đi học kế toán. Đi học kế toán trước con thi trường sân khấu. Là con bị rớt cô Dân, con bị rớt. Cô còn nhớ là thầy cũng nên chấm con. Thầy không cho con một cơ hội nào hết cô. Thầy cho thầy chấm rớt liền. Con về con buồn quá, con học kế toán 2 năm trời. Nhưng mà vẫn quyết định thi trường sân khấu là năm thứ 3 con đậu. Rồi lúc nào thì đi sửa? Là mẹ cho con á, ở dưới quê á là điệu lắm cô. Là mẹ nhớ là mẹ cho nhận một sợi dây chuyền. Đúng rồi. Xong rồi cái con lịnh lên con mà con không có tiền mà không dám nói mẹ. Xong rồi thế nó cái mặt mình kỳ quá, cái mặt mình sao mà nó bị một cục á, nó không có nét nào để nét đó đó. Nó chết rồi sao mà xấu gì, sao bạn bè ai cũng có xô hết là năm 2 trên sân khấu rồi. Cái quyết định là thôi bây giờ mình phải đi sửa đi, mình phải thay đổi số phận. Đó, con còn nhớ ra đi bán sợi dây chuyền. Bán dây chuyền mà lúc đúng đó là Sài Gòn không có giấy để bán. Về nhà đi về nhà xong rồi lục đúng cái tờ giấy giấy dây chuyền đó. Biên nhận đó phải không? Đúng rồi, biên nhận rồi ăn cắp cái tờ giấy đó chạy ra bán. Thì dưới quê gì đi làm về, em đi làm gì em mới cởi xe ông Đa lên. Rồi em nghe em giận không? Lúc lên gặp nó khóc là lý do là gặp con nó khác hẳn, không phải là thằng Tí hồi đó nữa. Sưng quá. Nó sưng lúc chứ. Mà mặt như một cái banh. Chưa hết sưng. Nhưng mà thời đó sửa, thời đó sửa là khổ, tự con cởi xe ông Đa đi rồi cởi xe ông Đa về. Thật sự bây giờ người ta đi sửa mũi là phải nằm lại trở lại. Rồi có người chăm sóc, ăn uống, chị Vân công nhận không? Tự sửa xong cái tự lái xe về luôn. Vừa chạy mà vừa dịnh cái sống mũi nè. Vừa dịnh mũi mà nè chạy nó tưng. Nó bị tuột cái sụn xuống rồi cô. Nó nhọn quắc nó như một con két luôn. Đỏ lét đây luôn. Người ta là phải dưỡng thương. Còn không có tiền bắt taxi về. Vừa sửa xong canh trội trội đang có thuốc tê nó không đau nè. Thôi tranh thủ chạy về. Mà con nhớ chạy từ đường cách mạng tháng 8 mà chạy tới quận 8. Mà một tay thì chạy, một tay thì dịnh cái sống mũi. Mà chạy tưng về 3 bữa sau tụt sụn luôn. Cái tội nghiệp rồi phải đi sửa lại. Rút ra làm lại. Trời ơi gian khổ trăm bề. Mà rút ra làm lại mà phải tốn thêm mớ tiền nữa. Là đủ thứ luôn, nói chung là tốn tiền. Vì cái mũi. Rồi mẹ lên mẹ nhìn là mẹ khóc luôn. Khóc mới thấy là nói là cái mặt nó tự nhiên mình thấy khác hẳn, không phải là thằng Tí rồi đó, tự nhiên mình quảng hồn á, chị Vân công nhận không? Nữa cái bắt đầu nó hỏi Tí tiền đâu mà con sửa mũi, sửa bao nhiêu tiền, thì nó mới nói nhưng mà nó không có nói là tiền ở đâu hết. Nó con làm ổn, nó con đi làm thêm. Thì khi phát hiện sợi dây chuyền, hỏi sợi dây chuyền con đâu rồi Tí, nó nói là con gắn lên cái lỗ mũi rồi. Nó nói con gắn lên lấy sợi chuyền gắn lên lỗ mũi rồi. Nó nói như vậy thôi.
Mẹ là mẹ nhớ rõ lắm là Bảo Lâm nó tốt nghiệp lớp 12 năm 2007 là xong rồi nó mới vô trường sân khấu điện ảnh là nó ra nó tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh là 2012. Dạ, cái ngày nó đăng quang là cái ngày 12 tháng 6 2015. Dạ. Cái mẹ tuyệt vời. Nhớ từng ly. Mẹ nhớ từng khúc khó của con. Rớt cái trường sân khấu điện ảnh á, nhưng mà nó được lọt vô cái top gì á thì nó có cái hình cái tờ báo đầu tiên á chị Dân. Con thôi. Năm đó là tức là phóng viên vô để phỏng vấn những thí sinh ở trường sân khấu. Mà bữa đó thì con chuẩn bị đạo cụ nhiều lắm, đồ đạc đồ, cho nên mấy anh nhà báo chụp được tấm hình đó. Và nó đây là một trong những thí sinh tham gia dòng sơ tuyển của trường sân khấu điện ảnh năm 2007, là mẹ chụp, mẹ giữ tấm hình đó. Thì nghe con nó nói, mẹ ơi hình như là con có trên báo đó mẹ. Đó thì sáng em đi làm công nhân, em đi sớm lắm, em lại ở chỗ mà bắn, em lại em kiếm thì cái báo thanh niên đó thì có cái hình của nó. Tự nhiên mừng muốn khóc. Trời, chỉ là thấy hình con trên trển thôi. Em cố em mua cho bằng được cái báo, tờ báo đó thì em về em mới đem đi lại không có khoe em với... đi ép nhựa. Ép nhựa luôn. Cái tờ báo đó ép nhựa hiện bây giờ em vẫn còn giữ. Em khoe với ba, khoe với ba, ba có mừng không? Có, đi hết ở nhà, khoe hết ở nhà luôn. Nó là nói nó con nó đã nó thi vô mà được lên báo. Thời đó nó lên báo là mình không biết nó như thế nào, nghe chắc được ngon lành lắm mà được lên báo thì thật sự là không có chưa được cái gì hết đó chị Nhân. Rồi cái lần đầu tiên mà khi mà em được gọi là nhìn con mình á, mà bắt đầu thành danh, bắt đầu nhìn nó trên truyền hình liên tục rồi. Cái lần đó em có nhớ là em coi đầu tiên lúc mà con biểu diễn là cái vai gì không? Cái vai mà nó mà em mừng nhất là con nó đóng vai là trai bao. Trai bao. Trai bao, đóng vai với cái chị cô gì mà mập mập á, đóng vai trai bao. Ngọc Lan. Ờ đó. Ngọc Lan, chị là Ngọc Lan mập á. Ngọc Lan kịch bây giờ đó. Đóng vai cặp với cái cô đó, cô trai bao. Mà trong cái gì ta? Trong chương trình phim truyền hình cô. À. Nhìn lên thấy mừng lắm. Mặc dù con nó yêu cầu nó xuất hiện cái vai nó lướt qua một cái thôi là mừng, đêm đó ngủ không được, thật tình đêm ngủ không được. Mừng. Nhớ được vai nó hay vậy. Trời ơi, cưng. Nhớ từ ly từ tí gì nhớ chứ. Dạ. Cái người mẹ là vậy đó Lâm. Dạ. Tức là thực ra đối với mẹ thì con lúc nào cũng là tuyệt vời nhất. Tất cả các bà mẹ chỉ con mình là số 1 thôi. Dạ. Đó thành ra là không cần con phải làm những cái vai gì lớn lao, chỉ cần biết là cái mốc khởi điểm của con thôi là in trong lòng mẹ không bao giờ quên.